các đồng tiền tệ châu Phi đang bị áp lực. Các vấn đề tiền tệ của Nam Phi đã được biết đến. Đồng rand đang ở gần mức thấp nhất của 5 năm, ngay cả khi ngân hàng trung ương gia tăng lãi suất. Nền kinh tế từng thống trị châu Phi đã bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng thị trường mới nổi và một làn sóng đình công và bất ổn. Nhưng vấn đề của Ghana cũng đang gây sự chú ý. Chính phủ đang gặp nhiều khó khăn khi đồng cedi của Ghana bị mất hơn 20% giá trị trong năm qua. Sau khi gia tăng lãi suất, chính phủ Ghana đã đưa ra những hạn chế về tài khoản ngoại tệ để tìm cách giảm áp lực. Một trong những vấn đề đó là nhập khẩu cao. Các hàng nhập khẩu được thanh toán bằng đồng bạc xanh của Hoa Kỳ và các ngoại tệ phổ biến khác. Trong khi đó, Zimbabwe đang có vấn đề ngược lại. Quốc gia này đang đưa ra thêm nhiều ngoại tệ để giảm bớt một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Lạm phát quá cao đã buộc Zimbabwe từ bỏ đồng tiền tệ riêng của mình vào năm 2009, được thay thế bằng Mỹ Kim, đồng rand và đồng bảng Anh, được xem là các đồng tiền hợp pháp. Nay đồng Úc Kim, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng rupee của Ấn Độ và đồng yen của Nhật Bản đang được đưa thêm vào danh sách. Phân tích gia địa phương, ông Christopher Mugaga cho rằng cần có một cách tiếp cận rộng rãi hơn đối với các thách thức của Zimbabwe. Và nhìn vào lục địa châu Phi như một tổng thể, một số các nhà kinh tế nói rằng Zimbabwe chỉ là một trong nhiều nước vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một vấn đề lâu đời, đó là hình ảnh của họ. Đây là những quốc gia giàu tài nguyên nhưng hoặc vì chế độ chính trị hoặc do thiếu đầu tư bởi vì tất cả họ đều không được nhận xét công bằng. Zimbabwe đang bị suy giảm trong sản xuất nông nghiệp. Điều này làm chậm lại nền kinh tế và tạo thêm lo lắng cho ứng cử viên tái tranh cử, ông Robert Mugabe. Và Ghana đang có nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm tăng trưởng. Quốc gia này đang có 12% thâm hụt tài khoản với lạm phát ở mức 13% và lãi suất ngân hàng trung ương là 18%.